Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Toàn dân chung sức đồng lòng để phòng chống dịch COVID-19. Nhiều chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19. Đảm bảo trật tự công cộng và an toàn giao thông trong quá trình thi công chỉnh trang đô thị. Mở đầu bản tin Thanh Hóa ngày mới hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật về công tác phòng chống dịch. Bộ Y tế vừa cấp chứng nhận cho 3 đơn vị thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus corona SARS-CoV-2, đó là Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa Thống nhất tỉnh Đồng Nai, khoa Vi sinh và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, khoa xét nghiệm. Như vậy, đến ngày 10 tháng 4, Việt Nam đã có 39 phòng xét nghiệm được cấp chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 với năng suất xét nghiệm hàng ngàn mẫu bệnh phẩm một ngày. Kết quả xét nghiệm này sẽ được xét nghiệm khẳng định lại tại các phòng xét nghiệm đạt chuẩn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan, căn cứ nội dung chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 2673, khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện việc xử lý các vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua trên địa bàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 12 tháng 4 năm 2020. Trước hiện tượng người dân tự ý mua và sử dụng thuốc hydroxychloroquine và azithromycin để điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 có thể gây ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, ngày 10 tháng 4, Sở Y tế Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc trong tỉnh và hướng dẫn cho người dân biết để không tự ý mua thuốc hydroxychloroquine và azithromycin để điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2. Các cơ sở kinh doanh thuốc tuân thủ quy định về quản lý giá thuốc, không được tăng giá bán, không được găm hàng, tích trữ thuốc hydroxychloroquine và azithromycin, thực hiện nghiêm quy định về bán thuốc theo đơn. Trên cơ sở chỉ tiêu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa giao về số lượng người cần cách ly tập trung, thị xã Bỉm Sơn đã chuẩn bị 8 khu cách ly tập trung, đảm bảo cách ly cho 500 người. Trong đó, 3 khu cách ly tập trung đã vận hành, đón người cách ly là Bệnh viện Đa khoa ACA, Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn và khách sạn Quang Vinh. 5 khu cách ly khác đã được chuẩn bị đủ các điều kiện sẵn sàng vận hành khi có nhu cầu là khách sạn Đức Khánh, khách sạn Lương Phát, khách sạn Lam Ngọc, khách sạn Thăng Long và khu ký túc xá của phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Công tác phòng chống dịch COVID-19 đang ở giai đoạn quyết liệt nhất. Đây không chỉ là trách nhiệm của hệ thống chính trị mà còn là trách nhiệm chung của tất cả các thành phần tầng lớp nhân dân. Ngay từ cuối năm 2019, khu nghỉ dưỡng Puluong Hillside Lodge đã nhận đặt phòng của khách kín lịch đến hết hè năm nay. Thế nhưng, để hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19, từ giữa tháng 3 năm 2020, Ban Quản lý Khu Nghỉ Dưỡng đã đóng cửa toàn bộ nơi đây, thực hiện nghiêm chỉ đạo không đón tiếp du khách, dù việc này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất kinh doanh. Nhà nghỉ của tôi thì đã kín lịch từ đến tháng 5, tháng 6 và thậm chí còn tháng 7 nữa. Thế nhưng là dịch bệnh xảy ra thì theo yêu cầu của địa phương và của nhà nước thì đóng cửa các cái cơ sở kinh doanh ấy, thì chúng tôi vẫn chấp nhận thôi, mặc dù là mình hủy cái lịch của khách thì mình thứ nhất là mình mất doanh thu cho doanh nghiệp, còn thứ hai là mình phải đền bù cho họ nữa, nhưng mà chúng tôi thì vẫn chấp nhận để góp phần một phần chung tay góp sức để mà phòng chống dịch. Để giải quyết vấn đề khan hàng khẩu trang y tế trong mùa dịch, rất nhiều hội phụ nữ các cấp đã phát động phong trào may khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân để góp một phần chung tay phòng chống dịch COVID-19. Cho đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương đã may được hơn 5.000 chiếc khẩu trang, phát miễn phí tận tay đến từng người dân trong xã, đồng thời phát tờ rơi, tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao ý thức của người dân trong thời điểm dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Hội Phụ nữ nhận được chuyên đề là may khẩu trang miễn phí, trao cho bà con nhân dân trong xã với khẩu hiệu là trao khẩu trang mang trách nhiệm, nhằm với mục đích là tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và bà con nhân dân của mình ấy, là có trách nhiệm là phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.
Công tác phòng chống dịch bệnh không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, các lực lượng làm nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm chung của mọi tầng lớp nhân dân. Mỗi việc làm đơn giản như khai báo y tế chính xác, thực hiện nghiêm túc việc cách ly, giãn cách xã hội, mỗi người dân, mỗi thành phần xã hội bằng những cách khác nhau đã cùng góp sức để tham gia chống lại giặc COVID-19. Con gái tôi đi viện Bạch Mai về thì cộng đồng cũng đến tuyên truyền, thì tôi cũng là cho con cách ly tại nhà. Tôi cũng nhận thức cũng cái trách nhiệm của gia đình cho cộng đồng. Trong cái công tác phòng chống dịch này thì cơ bản là cái chủ trương của chính phủ đưa ra thì hàng ngày là thực hiện cái việc phát thanh tuyên truyền ở trên phương tiện thông tin đại chúng của xã và là trên các phương tiện truyền thông, TV cũng như đài báo. Cho nên là người dân ta thứ nhất là ta nhận thức được cái việc đó. Thứ hai là từ cái nhận thức đó thì ta mình coi có tuyên truyền là không những là lây bệnh cho bản thân người ta mà cho con cháu gia đình người ta, cho nên cái ý thức người ta rất tốt, rất cảnh giác, rất cao trong việc phòng chống dịch, cũng như là cái việc là đồng lòng cùng với cái lực lượng chính quyền, lực lượng công an xã và các lực lượng khác làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 đang ở thời điểm vô cùng quan trọng. Một số biện pháp phòng chống dịch bệnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của các tổ chức cá nhân cũng như cuộc sống hàng ngày của người dân. Do vậy, hơn bao giờ hết, lúc này toàn dân cần chung sức đoàn kết để vượt qua khó khăn, thể hiện trách nhiệm trong việc đồng hành cùng chính phủ chống lại dịch bệnh. Theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, thì các chợ truyền thống có ban quản lý vẫn được phép hoạt động để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Điều kiện đi kèm với đó là các chợ này phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn lơ là buông lỏng trong công tác quản lý, dẫn đến tình trạng người dân vi phạm những nguyên tắc phòng chống dịch. Bán hàng ăn sáng tại chỗ, không đeo khẩu trang ở nơi đông người, không sử dụng găng tay trong quá trình mua bán thực phẩm tươi sống, khoảng cách giữa những người bán hàng san sát nhau, đứng tụ tập thành từng nhóm. Đây là toàn bộ hình ảnh được ghi lại tại chợ Nguyễn, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Hàng loạt hành vi đi ngược lại với quy định trong công tác phòng chống dịch vẫn ngang nhiên diễn ra mà không có bất cứ lực lượng hay cơ quan chức năng nào can thiệp. Và lý giải về những yếu kém trong công tác phòng chống dịch của địa phương, đại diện Ban Quản lý chợ cho biết. Khó khăn trong cái công tác vì là ở những cái chợ đây thì người cũng tập trung là tứ xứ, xã ngoài Quảng Phong hoặc là ở Quảng Yên hoặc xuống đấy, nhiều người ta là vô ý hoặc là người ta quên đấy, cái khẩu trang thì đúng chúng tôi cũng nhắc mà bắt sẽ quay vòng mua ngay. Chị em hàng rau đấy, nói chung là người ta cũng ngồi nhưng đôi khi cũng chỉ có 1 mét thôi vì là ăn theo cái chợ. Thế mà ví dụ như bữa nay là đông người bán thì người ta cũng ngồi chần chật lại. Không chỉ chợ Nguyễn mà nhiều chợ truyền thống hiện nay vẫn tồn tại những vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19. Trong đó phổ biến là tình trạng 3-0, không khẩu trang, nếu có thì cũng chỉ đối phó, đeo khi được nhắc nhở, không vệ sinh sát khuẩn và không thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các gian hàng. Đáng nói hơn, những vi phạm này lại diễn ra trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, mà người dân lại không hề nhận thức được những nguy cơ tiềm ẩn trong đó. Họ vẫn ngày ngày đi chợ và tin rằng đi đâu hay làm gì cũng được, chỉ cần có khẩu trang là đủ. Tôi gọi là chợ nào, phiên chợ nào cũng đi. Chợ thì đến ngày mọi người là tất cả là đều khẩu trang cả, cho nên mà cũng yên tâm. Mà gọi là trong xã chợ này thì cũng chưa có nghe đến dịch bệnh gì cả, cho nên mà cũng đang yên tâm được. Có thể thấy tâm lý chủ quan, lơ là vẫn đang tồn tại ở một bộ phận người dân. Nếu chỉ dựa vào việc kêu gọi ý thức người dân thôi vẫn chưa đủ. Cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ, nghiêm khắc của các cơ quan chức năng và bắt đầu từ những nơi tập trung đông người, dễ phát sinh, lây lan dịch bệnh như các chợ truyền thống. Tiếp theo sẽ là những thông tin kinh tế liên quan đến các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Qua khảo sát, giá gạo trắng 5% tấm trên thế giới đã tăng 12% trong một khoảng thời gian ngắn từ ngày 25 tháng 3 tới ngày 1 tháng 4. Nguyên nhân chính đẩy giá gạo tăng cao là do các nhà nhập khẩu các nước đã đẩy mạnh tích trữ, trong khi các nước châu Á nơi sản xuất 90% lượng gạo của thế giới đã hạn chế xuất khẩu do dịch COVID-19 bùng phát.
Thêm vào đó, khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động và sự gián đoạn nguồn cung lúa gạo cho vụ xuân. Theo nhận định của các chuyên gia, giá gạo sẽ tiếp tục tăng trong các tuần tới do nguồn cung bị thắt chặt, vận chuyển khó khăn và ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt ở Đông Nam Á và Úc. Tháng 3 năm 2020, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trên cả nước ước đạt 335.000 tấn, tương đương với 113 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt 772.000 tấn, tương ứng với 257 triệu USD, tăng 14% về khối lượng và 0,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương nhận định, so với cùng kỳ năm 2019, xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do xuất khẩu sang Trung Quốc tăng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn sang thị trường Malaysia, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản. Trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ kích cầu của cấp trên, các địa phương tỉnh Thanh Hóa đã huy động thêm các nguồn lực khác đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn đạt chuẩn theo tiêu chí số 2 trong xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, trao đổi hàng hóa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân nông thôn. Cùng với chính sách hỗ trợ xi măng của tỉnh, các địa phương đã kích cầu nguồn ngân sách xã, huy động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Chỉ tính riêng trong năm 2019, toàn tỉnh đã huy động được 740 tỷ đồng, 530.000 ngày công lao động để thực hiện nhựa hóa, bê tông hóa 680 km đường giao thông nông thôn. Nhiều huyện có phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn hiệu quả như Đông Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Nga Sơn. Trong lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tăng cường tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được xem là một trong những giải pháp hàng đầu để tránh tập trung đông người, phòng chống dịch bệnh lây lan. Trong lúc cả nước đang thực hiện cách ly toàn xã hội, mọi người dân hạn chế ra ngoài, thì chị Hà Thị Nga ở xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa lại cần làm phiếu lý lịch tư pháp. Từ nhà đến trung tâm hành chính công tỉnh cũng chẳng gần. Thế nên chị Nga quyết định tìm hiểu và đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến trên website Cổng Dịch vụ Công tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, nhân viên bưu điện liên hệ để đến nhà thu hồ sơ, thay mặt chị nộp cho trung tâm hành chính công tỉnh giải quyết. Khi hoàn thành, bưu điện sẽ chuyển trả phiếu lý lịch tư pháp tại nhà cho chị. Tôi nhận thấy thì việc qua gửi hồ sơ đấy thì tôi qua bưu điện thì tôi rất yên tâm, và trong khi đó tôi không phải đi đến đấy, thì có cái bạn nhân viên bưu điện sẽ liên lạc cho tôi và đến nhà lấy hồ sơ, khi có kết quả thì bạn sẽ đem đến trả tại gia đình. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhiều tổ chức cá nhân đã thay đổi thói quen giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức truyền thống bằng việc tích cực sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Con số hơn 94.000 hồ sơ thủ tục hành chính được chuyển phát qua bưu điện trong vòng 3 tháng đầu năm 2020, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2019, đã phản ánh rõ sự thay đổi này. Chúng tôi sẽ bố trí tăng số điểm phục vụ để nhận cái thông tin của nhu cầu đăng ký của người dân, đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 2 mét, và người dân đến thì chúng tôi có bố trí nhân viên, cán bộ nhân viên, tức là đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và giao dịch, đảm bảo khoảng cách, tức là một người tiếp xúc một người, thì nó tiện lợi cho bà con nhân dân và đảm bảo cái trên hết là sức khỏe cho nhân dân. Đến nay đã có hơn 1.800 thủ tục hành chính, chiếm hầu hết các thủ tục hành chính hiện hành, được tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Như vậy, người dân hoàn toàn có thể yên tâm ở nhà, không cần trực tiếp tới các bộ phận một cửa hay trung tâm hành chính công, mà vẫn đảm bảo các thủ tục được giải quyết đầy đủ, nhanh chóng và chính xác. Với ưu điểm này, dịch vụ bưu chính công ích được khuyến khích sử dụng để hạn chế tập trung đông người, đặc biệt trong thời gian 15 ngày cách ly toàn xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa xây dựng dự thảo thông tư mới về quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học. Theo đó, chỉ sử dụng 3 mức độ là hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành để đánh giá bài kiểm tra định kỳ, thay vì thể hiện bằng 4 mức độ như trước đây. Cùng với đó, học sinh sẽ được đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực thông qua những phẩm chất chủ yếu là yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
những nỗ lực cốt lõi là năng lực chung, tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực đặc thù, ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất. Sự thay đổi này nhằm đảm bảo thống nhất với cấp học trên, phù hợp với cách tiếp cận của các nước tiên tiến trên thế giới, đồng thời tạo thuận lợi cho giáo viên trong quá trình biên soạn các câu hỏi, bài tập để xây dựng đề kiểm tra định kỳ. Dự thảo này có thời gian góp ý là 2 tháng, tính từ ngày 9 tháng 4 năm 2020. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Trong những ngày vừa qua, cùng với nhân dân cả nước căng mình chống dịch COVID-19, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã nỗ lực cao nhất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài. Từ câu chuyện này, báo Tin Tức nhấn mạnh, lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã minh chứng, càng trong những lúc nguy nan, bản lĩnh và ý chí, tình thương yêu, nghĩa đồng bào của người Việt Nam càng được nhân lên gấp bội. Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã hỗ trợ gần 1.500 công dân về nước an toàn. Trong thời gian tới, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, người ốm đau, trẻ em dưới 18 tuổi, bảo đảm cân đối chung và phù hợp với năng lực cách ly tập trung trong nước. Những nỗ lực và kết quả công tác bảo hộ công dân của Chính phủ giữa đại dịch COVID-19 đã trở thành điểm tựa tin cậy cho công dân Việt Nam trước những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Dù sinh sống, học tập và làm việc ở nơi đâu, không phân biệt tuổi tác và địa vị xã hội, mỗi người dân Việt Nam đều có quyền được bảo vệ, an toàn về sức khỏe và tính mạng. Điều này đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, nhân lên tinh thần tương thân tương ái, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Báo điện tử VOV cũng cho biết, không chỉ đánh giá cao Chính phủ Việt Nam trong việc triển khai các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 ở trong nước, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài mà cộng đồng quốc tế cũng đang ghi nhận rất cao sự nhân văn, chia sẻ của Việt Nam. Tờ báo cho biết, bên cạnh mục tiêu cao nhất là phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe của người dân, Việt Nam vẫn phải cân đối các yếu tố về chính trị, đối ngoại và chiến lược an ninh quốc phòng để giữ được quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước trên thế giới. Thời gian qua, Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có những biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho Trung Quốc, Lào, Campuchia và các nước châu Âu. Nhờ đó, báo chí và dư luận quốc tế đang đánh giá cao nỗ lực phòng chống kiểm soát dịch COVID-19 của Việt Nam, ghi nhận hành động dứt khoát, mạnh mẽ và minh bạch của Chính phủ Việt Nam là hình mẫu kiềm chế đại dịch, đồng thời cũng đánh giá cao sự nhân văn, cách ứng xử, sự chia sẻ của Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn. Bài viết Đúng, Trúng, Nhanh đăng trên báo Người Lao Động cho biết, liên tục những gói cứu trợ hàng chục nghìn tỷ, hàng trăm nghìn tỷ đã được nhà nước quyết định triển khai để hỗ trợ người lao động và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh tạm thời vượt qua khó khăn do tác động bởi đại dịch COVID-19. Mới nhất, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành nghị quyết về gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng. Với gói này, khoảng 20 triệu người thuộc 6 nhóm đối tượng sẽ được hỗ trợ tiền trong thời gian 3 tháng. Đối với khối doanh nghiệp, bên cạnh gói hỗ trợ tín dụng 285.000 tỷ đồng, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 41 quy định về việc gia hạn nộp các thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng và tiền thuê đất trong 5 tháng. Với những quyết định kịp thời của nhà nước như vậy, các nhóm đối tượng được hỗ trợ nhìn chung cảm thấy phấn khởi và ấm lòng. Chắc chắn tinh thần đoàn kết sẽ được thắt chặt hơn, tất cả sẽ vững tin hơn để vừa chống COVID-19, vừa chuẩn bị hồi sức và bật dậy sau dịch. Bài báo cũng cho rằng, quyết sách như vậy được cho là rất đúng đắn, song điều cần thiết lúc này là phải vừa trao trúng đối tượng, vừa phải nhanh chóng kịp thời. Theo thông tin trên báo điện tử VOV, do lo sợ dịch bệnh COVID-19, nhiều người đã và đang tìm cách ứng phó bằng cách mua các sản phẩm được cho là chống virus SARS-CoV-2 dù chưa có chứng minh về hiệu quả. Muối tắm chống virus, xà phòng diệt khuẩn, xịt kháng khuẩn chứa nano bạc, thẻ đeo diệt virus, bút kháng khuẩn, robot diệt khuẩn là những sản phẩm kháng khuẩn, diệt khuẩn được quảng cáo và ra bán tràn lan trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Không ít người đã chọn mua các sản phẩm này với hy vọng giúp phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, chất lượng cũng như tác dụng chống virus SARS-CoV-2 thì vẫn là một dấu hỏi. Bởi lẽ trên thực tế, sau hơn 3 tháng kể từ ngày dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, trên thế giới vẫn chưa có thuốc điều trị cũng như vaccine ngừa bệnh. Từ thực tế, giá thịt lợn bán lẻ hiện đang chênh lệch rất lớn so với giá thịt lợn hơi. Tờ Diễn đàn Doanh nghiệp đã nêu lên vấn đề thực phẩm đội giá, khâu trung gian đang móc túi người tiêu dùng. Tờ báo nêu rõ, tuy giá lợn hơi của một số công ty chăn nuôi lớn đã hạ xuống 70.000 đồng 1 kg, nhưng vẫn còn đem lại lợi nhuận rất lớn bởi giá thành chăn nuôi lợn hiện nay chỉ khoảng 40.000 đồng 1 kg. Và mặc dù giá lợn hơi có giảm đôi chút, song giá bán lẻ hiện vẫn đứng yên ở mức cao và đang có xu hướng tăng cao hơn.
Ngoài ra, từ tháng 2, giá gia cầm và trứng gia cầm cũng liên tục giảm, nhưng giá bán lẻ gia cầm và các loại trứng vẫn đang tăng gấp 2-3 lần so với giá xuất chuồng ở khâu phân phối. Đưa ra nhận định, chính khâu trung gian là nguyên nhân đẩy giá thực phẩm tăng cao. Tờ báo cũng cho rằng các bộ ngành và cơ quan có liên quan cần sớm đề xuất những giải pháp mạnh mẽ và thiết thực để đưa giá thịt lợn, gia cầm và các loại trứng về mức hợp lý, từ đó thúc đẩy sản xuất chăn nuôi phát triển một cách bền vững. Thưa quý vị và các bạn, vật liệu xây dựng tập kết bày ngổn ngang dưới lòng đường, rãnh thoát nước đào nham nhở tạo thành bẫy người đi đường và tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Đây là những hình ảnh thường bắt gặp ở nhiều dự án cải tạo nâng cấp chỉnh trang đô thị. Thậm chí nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra do nhà thầu không tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn khiến người tham gia giao thông gặp nạn. Do đó, trong quá trình cải tạo nâng cấp chỉnh trang đô thị đòi hỏi các đơn vị thi công tuân thủ các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng và an toàn giao thông. Những năm gần đây, thành phố Thanh Hóa có tốc độ phát triển đô thị khá nhanh với nhiều dự án cải tạo nâng cấp được triển khai. Nhiều dự án thi công nằm trên tuyến đường có lưu lượng lớn người và phương tiện tham gia giao thông qua lại như Lê Hoàn, Nguyễn Trãi, Đào Duy Từ. Nếu trong quá trình cải tạo nâng cấp chỉnh trang đô thị không tuân thủ các phương án đảm bảo giao thông, rất dễ xảy ra ùn tắc giao thông, gây bức xúc cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn cho người đi đường. Vì vậy, Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa đã quán triệt đơn vị thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị, thực hiện nghiêm việc bố trí người cảnh giới, phân luồng, hướng dẫn giao thông, thi công đến đâu, hoàn thiện xong đến đó mới triển khai các vị trí tiếp theo. Để đảm bảo cái việc mà an toàn giao thông trên cái khu vực thi công, ấy, thì nhà thầu đã xây dựng hệ thống các biển báo công trường, biển hạn chế tốc độ cho xe cộ và căng dây an toàn cảnh báo cho đối với những khu vực cần thiết. Đồng thời có những cái trường hợp là những cái thời điểm cao điểm như trước mùa dịch ấy là nhà thầu đã cử cả cán bộ kỹ thuật để hướng dẫn giao thông cho các người dân đi lại để đảm bảo an toàn. Trong quá trình thi công, các đơn vị đã tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự đô thị. Vì vậy, mặc dù thành phố Thanh Hóa đang triển khai nhiều dự án cải tạo nâng cấp, chỉnh trang đô thị, song tình hình trật tự công cộng và an toàn giao thông tại những tuyến đường thi công khá thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Thời gian tới, Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tuân thủ phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công, bên cạnh thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đơn vị thi công sẽ bố trí biển báo cảnh giới và trang dây an toàn, bố trí điện chiếu sáng vào ban đêm nhằm cảnh báo để người tham gia giao thông biết, đảm bảo an toàn cho người phương tiện lưu thông trong quá trình nâng cấp chỉnh trang đô thị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.